Hello. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn nha. Mình là Trung Phi Tuyết ở đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ Little Victory Sonic Dash. Đây là phần event đã mở khóa rồi đây. Metal Sonic rồi. Đó chơi thôi. Nhiệm vụ hôm nay là nhảy và chưa dệt mấy con cá. Con chopper là con cá. Đừng luôn. Ui thôi chết rồi, rơi vòng mất rồi. Mẹ mấy con cua chết tiệt này. Ghét thế. Bom rồi, chết đi của bom rồi, chết đi của bom rồi. Tạo dáng nào. Tạo dáng này này. Một quả bóng bầu dục này. Ghê nhỉ. Nhà là một cái găng tay ghê. Giờ có 142 chiếc vòng. Tạo dáng đẹp và tiếp tục tạo dáng đẹp nào. Thêm hạn, nhận được 20 chiếc vòng ghê chưa vui. What the fuck, lại X-Men à? Lại, hôm trước mình đã không tránh được ông ta rồi, ông ta lại quay lại. Lại, ông ta ném bom à, ông ta chơi mất gậy. Thế luôn, ông ta chơi mất gậy. What? I'm not giving up yet. Thought you could defeat me. Thất bại rồi, thôi, fail. Không biết có bị rơi không. Ôi trời, không rơi vòng rồi. No. Chạy tiếp lên xin chạy. Ok. Dash. Do dash lên. Ôi không, lại rơi vòng. Oh shit. Complete. Yeah, được 25 kim cương rồi. Thật ra để chạy lâu hơn thì rất là khó lắm ấy. Thôi quảng cáo à, lại thôi nhỉ. Thôi chim. Thôi zoom đi. Quay vòng quay may mắn nào, vòng quay may mắn nào. Chưa diệt cua hình như thế nào, chưa diệt cua. Giết được một con rồi.
biết là một con kia khác như là Grammy là con kia. Đưa công thêm 24 câu kia này. Wow, tao bê tao dáng đẹp thôi, tao dáng đẹp thôi. Tạo dáng đẹp được cộng tuyệt ghê chưa, được cộng tới 20 chiếc vòng. Hai 150 token hình con Metal Sonic à? Chứ thế lâu lắm đây. Lại mười chiếc vòng. Tài bọn nó 10 chiếc vòng. Ghê. Ghê chưa Mỹ ơi. Chuẩn bị xây rồi. Yeah. Đón thêm mở khóa được Amy Rose. Mở khóa được Amy Rose nè. Thì phần 2 này chúng ta sẽ chơi như vậy. Amy Rose nha. Amy Rose. Thì như quý vị biết đấy, Metal Sonic chính là kẻ bắt cóc Amy Rose. Mấy cái game Sonic hồi xưa ấy mình chơi mình không qua nổi nên thành. Mày ghê ghê ghê. Tạo dáng nào xuống lên trái phải. Woohoo! Ghê chưa. Được cộng thêm 20 chiếc vào này chưa, ghê chưa. Ô, có hai cái token này, có hai cái token hình Metal Sonic nhỉ. Dash Race. Tạo dáng nào. Trái xuống lên phải. Nếu tạo dáng sai thì mình sẽ không được cộng thêm vòng một số chiếc vòng. Nếu tạo dáng sai thì không được cộng thêm, sẽ không được cộng thêm chiếc vòng. Chưa diệt cua đã hoàn thành nhiệm vụ. Trời ơi, là trời lại quảng cáo à. Shopee cái bếp gì. Shopee cái bếp gì. Cái nếu phải đi con chopper phải xa mát kia mới con chopper.
Cho mi này, chơi đâu rồi? Này chơi cho thôi thì chơi nhưng mà không biết vậy, chúng ta đi chơi nhưng mà không biết vậy. Tình cờ có tin nhắn nhỏ là mình lại tắt thông báo quý vị. Tình cờ có tin nhắn nhóm tin nhắn nhỏ tin nhắn trên nhóm thì mình tắt thông báo. Đó nó là phiền mình ấy. Ô. Nhà game Red Ball là quả bóng đỏ, cái game quả bóng đỏ. May là có cái khiên chắn rồi. Cái khiên chắn đấy nó giúp mình có phá trứng ngại vật. Tạo dáng đẹp nào. Woo. Trái, phải, lên, xuống. No mountain zone. Let's go. Oh, pokken. Yay, oh. 77 pokken. 78. Đi ra đi 79. 80. 80 pokken rồi. Cuối cùng cái map mới quý à, map mới đó là núi tuyết, ngọn núi tuyết. May là có kịch nhờ khi trắng này, mình sẽ không lo phải không lo bị nhờ. 10 chiếc vòng đã được không, thêm 10 chiếc vòng. Beach zone, beach zone. Bãi biển đây, 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 bãi biển. À, chopper đây rồi. Ôi, rơi xuống nước rồi. Bãi biển. Ôi, xinh rồi, ôi, xinh rồi, xinh. Bãi biển đây, chúng tôi map bãi biển này, quay map bãi biển này. Cái bãi đi, đây đấy mây, làm gì bác anh? Làm gì? Hỏi đúng chứ, hỏi rất là buồn cười luôn nhá. Ô, đập đầu. Hỏi cả có mắc anh không, hỏi thế mới buồn cười. Game gì đây, game gì đây, game gì đây. Ê Count Master, Count Master. Nhiệm vụ hả? Internet Cafe Simulator. Chưa nha. Dọn xem map mới này, chơi map mới thôi. Giờ phần 3 này chúng ta sẽ chơi với map mới. Thank you.
tạo dáng đẹp nào. Gì vậy? Mẹ. Ai đưa trước vào? Đây mới chỉ cứu được. Rec room. Join Rec Room now and play with friends from all around the world. Rec Room có trên vòng máy PlayStation nào và hay lắm Rec Room. Keep running. Okay. một trăm linh sáu. Xuống trái phải lên. Rồi. Được 113 token này. Nhân đôi số trước vòng. Mười chiếc vòng. Yes. Thế mới được. Để chúng ta đã đến với bãi biển. Làm gì có ai người chẳng ai thích anh cả. Đây. Không, em hỏi anh có thích ai không ạ? Anh kì. Ừ, nhào. Thôi tập này, thôi phần 3 này mình xin khép lại ở đây nha.